Xin chào tất cả quý anh chị đang xem video thì hôm nay e gửi đến quý anh chị một bất động sản đầy tiềm năng và phát triển. Với bất động sản này có diện tích là 1.348,1m2, gồm 64m mặt tiền đường nhựa ôm xung quanh ngã ba đầy tiềm năng và phát triển. Vị trí của bất động sản này nằm tại xã Đắc Que huyện Đắc R lấp Đắc Nông đường xá khá là thông thoáng, đường thông ba đầu ra quốc lộ 14A. Thì với bất động sản này, nếu quý anh chị, đầu tư hoạch, kinh doanh thì làm được những gì? Nếu về đầu tư, thì lợi nhuận tăng trưởng cực kỳ cao và tiềm năng, nếu nói về sử dụng kinh doanh, thì anh chị có thể mở một kho bãi, hoạch mua bán nông sản, phân bón. Thì bất động sản này có giá bán là 2 tỷ 550 triệu, còn bớt lộc cho quý anh chị nào thiện trí? Thì quý anh chị nào có nhu cầu, hoặc quan tâm đến bất động sản này, xin liên hệ qua số điện thoại 09-16-547-147 hoặc 0378610674 cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đất động sản trên.